À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi trình bày một cái mạch điều khiển, một cái ngõ ra là bóng đèn này nè. Đầu tiên này thì mình có ba cái hai nút nhấn và một công tắc rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho hoàn thành để mọi người cảm nhận ngay nha. Ví dụ như đây mình nhấn một cái công tắc đầu tiên, nút nhấn đầu tiên này, nhấn ra và mình sẽ nhận được cái đèn này nó nhấp nháy. À, như vậy nó nhấp nháy một thời gian thì lát nữa mình sẽ xác định thời gian đó là bao lâu và nó sẽ tự tắt. Rồi nếu mà mình nhấn cái nút nhấn thứ hai thì mình sẽ thấy đèn này nó sáng thời gian rồi nó tắt, rồi sau đó nó lại sáng lại lần thứ hai rồi nó lại tắt, rồi nó sẽ sáng lại lần thứ ba, tắt luôn, rồi kết thúc. Còn bây giờ đối với cái công tắc switch này nè, mình nhấn xuống nè thì người sẽ thấy sao. À, lúc này cái đèn này nó sẽ nhấp nháy hoài thôi, nhấp nháy hoài và nó nhấp nháy với chu kỳ như vậy là sáng tắt 1 giây, cho tới khi nào mình tắt nó đi. Vậy là mình đã tắt. Như vậy với ba cái này á, thì mình sẽ dùng các cái lệnh khác nhau và mình sẽ bắt đầu đi vào cái sơ đồ ladder. Bây giờ mình nhìn qua cái sơ đồ ladder, bắt đầu từ cái hàng đầu tiên thì mình thấy cái mình dùng sử dụng hàm cạnh xung dương cho cái x0 để mình set một cái relay trung gian là M0, và lần lượt như vậy mình sẽ có x1 cũng cạnh xung dương để cho cái M1 và x2 cho M2. À, như vậy cái x0 và x1 là hai cái nút nhấn, còn cái x2 nó là cái công tắc. Mình sẽ bắt đầu mình triển khai từng cái yêu cầu của mỗi cái relay trung gian M 0, 1 và 2. Thì đầu tiên M0 á, thì mình sẽ dùng cái xung nhịp M8013 là 1 giây, để mình cho nó out ra một cái ngõ M10, một cái relay trung gian mình mượn M10 để lát nữa mình sẽ điều khiển cái ngõ ra. Và mình chỉ giới hạn cái mạch này có thể là gọi là one shot trong vòng là 5 giây thôi, thành ra mình dùng cái T0 để cho 5 giây. Mình có thể nhấn ngay đây, mình thấy đó, nó sẽ hoạt động trong vòng có 5 giây thôi. Cái M10 này sẽ là đại diện của cái M0 với cái nút nhấn X0 đầu tiên. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ xuống cái hàng này. Thì cái M1 thì nó phức tạp hơn. Khi mà mình nhấn cái nút kế bên á, thì cái M1 này nó sẽ đầu tiên nó khởi động hai cái timer T1 3 giây và T2 5 giây. Như vậy mình sẽ cho cái thường đóng của T1 để điều khiển cái ngõ ra là M11, mà lát nữa cái này cũng xuất ra cho Y0. Và trong thời gian đó thì mình lại cho một cái timer lớn hơn là T3 là 150, tức là 15 giây. Vậy thì mình thấy cái chu kỳ nhấp nháy của cái ngõ ra M11 này nó sẽ một chu kỳ nó là 5 giây, và mình cho tổng nó đây là tổng nó là 5 giây thì mình cho nó được 3 lần, thành ra mình sẽ cho cái T3 này là 15 giây. Như vậy nó có 3 chu kỳ sáng tắt, và đương nhiên khi đạt đến đúng 15 giây thì nó tự kết thúc. Và cái cuối cùng là cái M2, đó là cái switch. Khi mình nhấn xuống cái này thì mình sẽ cho một cái lệnh là M8013, tức là xung nhịp mà 1 giây cho cái ngõ ra M12, mà M12 thì cũng được xuất ra Y0. Ở đây mọi người sẽ thấy ngay nè, M10, 11, 12. Và như vậy khi mà mình tắt cái switch X2 thì mình sẽ kết thúc mạch này. Mình có thể thấy ngay giờ mình làm switch lại. Đó. Mình thấy nó nhấp nháy hoài thôi. Cái mạch này sẽ được nhấp nháy hoài cho đến khi nào mà mình nhấn cái switch này thì nó sẽ tắt. Còn cái ban nãy thì cái công tắc nút nhấn giữa mình chưa nhấn. Bây giờ mình xem. Ở đây là cái M1 vậy nè, mình nhấn nè. Thì mọi người thấy cái chu kỳ nó là 15 giây, và ở đây cứ 3 giây thì nó sáng lên một lần và sau 2 giây nó lại tắt. Như vậy nó 3 lần thôi. Đó là lần thứ 3. Và sau 3 giây này thì nó tắt và nó kết thúc chu kỳ. Thì phần trình bày bài hôm nay đến đây là hết. Hẹn các bạn ở bài tuần sau.